Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho bác và anh em một số con vang và mấy bộ mic các bác nhá. Đấy, đây là khoảng chục 10 con vang DFP 6600. Dòng này thì bên em về được chục con các bác ạ. Tiếng quá hay luôn. Tí em sẽ làm cái video hướng dẫn cách chỉnh luôn trên video này. Con này chạy chip Dream và sử dụng nguồn xung điện từ 90V đến 240V. Và đằng sau của nó thì nó sẽ có 6 đường ra cho bác và anh em chơi súp, chơi center, chơi cổng led, cổng ride và chơi cổng SL, SR. Tín hiệu đầu vào thì nó sẽ có DVD và VOD và có hai cổng mic sau để các bác và anh em cắm mic sau cho nó gọn các bác nhé. Đấy là con vang. Tí em sẽ hướng dẫn cách chỉnh chi tiết con này cho bác nào nếu mà có nhu cầu mua con vang này, tiếng bao hay bao phê cho bác và anh em. Và có 4 bộ mic tít, 4 bộ mic tít cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc, tay màu tím vỉ tím rất đẹp. Dòng này thì bác nào mà yêu quý màu tím thủy chung thì sử dụng dòng mic này. Giá là 2.200.000 bên em bao ship dòng mic tít các bác nhá. Có cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc. 4 bộ. Và đây là những cái dòng mic rẻ tiền, hàng xịn các bác ạ. Dòng này thì với giá tiền là 1.500.000 bao ship. Mã của nó là MD3000. Con này là hàng công ty xịn. Tay của nó thì hơi chảy xước thì em đã dán giấy carbon cho bác và anh em rồi. Thì bác và anh em sau này dùng có muốn dán thêm màu giấy nào thì các bác và anh em có thể là tự dán được, rất dễ dán các bác nhá. Dùng máy sấy tóc là dán rất ok. Đấy, bộ mic này thì nó là hàng công ty xịn nên là nó dập cả chữ nổi ở trên nắp đầu thu. Sử dụng hai màn hình cho hai tay mic. Đấy, mềm mạch quá đẹp luôn này. Và đằng sau của nó đây có cả jack Canon và 6 ly để cho các bác và anh em chơi. Các thông số tất tật đằng sau. Bộ mic này 1.500.000, cũng có 4 bộ các bác nhá, có 4 bộ. Và trên đây em đang ghép một bộ dàn karaoke gia đình, trị giá của nó là 11.900.000. Thì em sẽ báo giá luôn cụ thể từng mặt hàng cho bác và anh em. Đôi loa BMB 850C hàng bãi xịn, giá là 5.200.000. Và một con đẩy DA300, giá của nó là 3.000.000. Đấy. Và một con vang DFP 6600, giá của nó là 1.700.000 bao ship này. Và bộ mic MD 1.500.000 bao ship các bác nhé. Và không thiếu một bộ chuyển đổi cổng quang. Đây là một bộ chuyển đổi cổng quang và bắt chế độ Bluetooth của hãng Kim Huy, có giá là 500.000 bao ship các bác nhé. Đấy, các bác và anh em đang dùng vang số mà cần một con chuyển đổi cổng quang bắt Bluetooth của hãng Kim Huy thì nó sẽ cho chất âm hay, sạch hơn các bác nhé. Rất xịn sò luôn. Cho một bộ dàn karaoke 11.900.000. Con vang này thì về chế độ chống hú của nó cực kỳ tốt. Đây em đang để ở cấp độ chống hú 2 các bác nhé. Và tiếng mic cực kỳ to. 1 2 3 4 5 6 4 7 4 2 1 2 3 4 5 6 lên. Và đặc biệt con vang này thì phải nói là cái chế độ chống hú của nó quá tuyệt vời luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lên. Nếu mà các bác và anh em sử dụng mic ấy, thì các bác và anh em ngồi sát này không bao giờ lo rúi rít. Đây em đang để cách loa chép khoảng hơn chục phân rồi các bác nhá. Đấy, chĩa thẳng mà. Phải dí thẳng vào thì nó mới rú được các bác nhá. Còn các bác và anh em cứ nghe nguẩy ở bên cạnh thì không bao giờ lo rúi rít luôn. Quá tuyệt vời về cái chế độ chống rú của con vang này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, lên. Tiếng quá đẹp luôn các bác ạ. Thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn cách chỉnh con vang số này luôn. Thì bác nào mà có nhu cầu mà dùng vang số thì các bác và anh em có thể là xem video này. Rồi các bác và anh em quyết định mua nó hay không các bác nhá. Quyết định mua nó hay không. Thì trên đây là những cái thông số mà nó đem ra cho bác và anh em tinh chỉnh tất tần tật. Chứ không thiếu cái gì, không phải là phần mềm mần mèo gì cả để cho nó khó chỉnh các bác nhá. Nó sẽ cho bác và anh em tất các thông số để các bác và anh em chỉnh như là echo, chỉnh mic, chỉnh music, revert, chỉnh sub, chỉnh center. Đây là nút input đầu vào, đây là nút FB tức là chống hú, còn nút stem tức là nút lưu chương trình và nút cài đặt độ min, độ max cho tiếng echo và tiếng mic và tiếng music. Đấy, và sẽ có 3 nút để các bác và anh em tinh chỉnh cho đường effect. Đấy, các bác và anh em muốn hát vang nhại nhiều thì các bác và anh em tăng phần effect này lên. Thì nhìn cái effect này nó nhảy số các bác nhé. Và mic cũng vậy,
Đấy, các bác và anh em tăng mic thì nhìn mic nó sẽ nhảy số lên. Và nhạc cũng vậy, các bác và anh em muốn tăng nhạc thì nhìn cái phần music ở trong màn hình nó sẽ nhảy số lên. Đấy. Đấy, đây nó sẽ có 3 đường mic, mic 1, mic 2, mic 3 và tích hợp 3 volume để cho các bác và anh em tăng giảm to nhỏ của đường mic 1, mic 2, mic 3. Và đường sau của nó cũng có 2 đường mic bằng 6 ly để các bác và anh em cắm mic đường sau cho nó gọn các bác nhé. Đây là nút tăng giảm tông nhạc. Các bác và anh em muốn nhạc nhanh thì bấm lên trên, còn các bác và anh em muốn nhạc chậm thì ấn xuống dưới. Còn các bác muốn trở về ban đầu thì các bác bấm vào giữa. Và đây là một nút edit để các bác và anh em tinh chỉnh tất cả các thông số của con vang này bằng nút edit này. Đấy, gọi là nút edit hay là gọi nút control. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em cách chỉnh e cho con này các bác nhé. Các bác và anh em muốn chỉnh e cho, các bác và anh em ấn vào e cho. Đấy, thì nó cho các bác và anh em là e cho von, tức là các bác và anh em muốn hát cái tiếng e cho bao nhiêu phần trăm. Chẳng hạn các bác và anh em muốn hát nhiều e cho, các bác bấm vào cái nút edit này để cho cái phần 65 nó phần trăm nó nhấp nháy, các bác và anh em được tăng lên. Đấy, tăng e cho lên, thích hát nhiều e cho thì tăng e cho. Đây em để e cho 80 thì nó sẽ rất nhiều e cho các bác nhé. 1, 2, 1, 2. Thì e cho ít tầm 60 hoặc 50. Các bác nào thích hát nhiều hay hát ít thì được tinh chỉnh cái phần e cho von này. Đấy. Còn các bác và anh em ấn vào cái nữa thì nó sẽ nhấp nháy ở e cho mốt mono. Thì đây là e cho mono hay là e cho sitel. Chẳng hạn các bác và anh em muốn chuyển đổi sang chế độ sitel hay là mono thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần mode này các bác nhé. Mode thì hát tiếng e cho hay nhất là chế độ mono các bác ạ. Đấy. Ấn vào cái edit này cho nó hết cái nhấp nháy đi thì các bác và anh em được lại xoay sang chương trình tiếp theo. Chương trình tiếp theo của e cho đó là e cho delay. Đây em đang để là e cho là 220 mili giây, thì sau 220 mili giây thì nó sẽ hết cái tiếng e cho. Còn các bác nào thì muốn cái tiếng e cho dài thì các bác và anh em tăng nó lên này. Đấy, em sẽ tăng lên để các bác và anh em cảm nhận cái tiếng e cho. Em để 310 mili giây các bác nhé. Lên lên 1 1 2 2 lên lên. Đấy thì các bác và anh em muốn e cho dài, e cho ngắn thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần e cho delay này. Ấn vào cho nó nhấp nháy rồi các bác và anh em được tinh chỉnh. Đây em để là 220. Rồi các bác và anh em muốn tinh chỉnh cho phần e cho repeat, các bác ấn vào edit này thì nó nhấp nháy cái phần e cho repeat. Em đang để 40%. Đây là cái tiếng lặp lại của cái tiếng e cho. Các bác và anh em muốn lặp lại nhiều hay là lặp lại ít thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần e cho repeat này. Đấy. Đây em để cho lặp lại này. Các bác và anh em thấy cái tiếng e cho con vang này đẹp không ạ? Quá hay luôn các bác ạ. Đây em để tầm 40 hoặc là 45 các bác nhá. Rồi ấn vào edit để cho hết cái nhấp nháy đi. Rồi các bác và anh em được quay sang chương trình tiếp theo. Chương trình tiếp theo đó là e cho HPF, tức là cắt giải trầm cho tiếng e cho. Thì cái giải trầm này quan trọng nhất của tiếng e cho các bác nhá. Đấy. Chẳng hạn các bác và anh em muốn e cho của mình nhiều tiếng trầm, các bác và anh em cắt sâu xuống. Còn các bác và anh em muốn cái e cho của mình nó thanh tiếng thì cắt cao nó lên. Còn cao quá thì nó sẽ hết mất cái tiếng trầm của e cho các bác nhé. Đấy. Thì các bác và anh em căn chỉnh tùy mic, tùy giọng để các bác và anh em cắt cái giải HPF này. Đấy. Thì cái giải HPF này nó hay nhất từ giải 60Hz đến 120Hz. Đây em để 70Hz. Đấy. Và các bác và anh em muốn chỉnh cho tiếng e cho chép thì các bác và anh em ấn vào edit phát nữa thì nó sẽ cho bác và anh em là muốn hát cái tiếng chép của e cho nhiều hay là ít này các bác nhá. Thì các bác và anh em cộng lên thì cái tiếng xịt của chép nó sẽ nổi lên này. 1 2 2 2 3 4 5 6 lên. Đấy, còn bác nào thích hát cái tiếng xịt của tiếng e cho thì các bác và anh em cộng cái phần decibel này lên. Đây thì em để 0.0. 0.0 tức là nó ở giữa, tức là như là 12 giờ của âm ly các bác nhá. Rồi ấn vào phát nữa để chuyển sang chương trình tiếp theo, quay sang chương trình tiếp theo. Thì đây nó là
effect delay. Em thì không hiểu tiếng Anh nhiều đâu, em cứ nói vậy nhá. Thì đây là để các bác và anh em muốn để bao nhiêu phần trăm cái phần đó thì các bác và anh em để. Thì đây các bác và anh em cứ để tầm 70% hoặc 80% cái phần này cho em. Rồi các bác và anh em ấn vào edit cái nữa. Thì đây là phần trộn revert cho e cho các bác nhá. Đấy, các bác và anh em không muốn trộn revert, các bác và anh em giảm hết cỡ để CBN xuống. Đấy, hết cỡ để CBN xuống. Thì nó sẽ chỉ còn tiếng e cho. Đấy, cái phần này là cái phần hay của con vang này các bác này, trộn revert vào e cho. Đấy, em trộn hết cỡ các bác nhá, trộn hết cỡ là không để CBN là hết cỡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên. Quá hay luôn các bác ạ. Đấy là xong cái phần chỉnh cho đường e cho của con vang này. Bây giờ đến cái phần chỉnh revert, các bác và anh em muốn chỉnh revert ấn vào revert. Đấy, nó sẽ có là revert von. Các bác và anh em thích hát nhiều revert hay là ít revert thì các bác và anh em ấn vào cho nó nhấp nháy cái 60%. Thì các bác và anh em được tăng lên này, hát nhiều revert thì tăng lên, còn hát ít revert thì giảm nó xuống. Đấy. Chẳng hạn em cho nhiều tiếng revert lên để các bác cảm nhận 100% này. 2, 4, 7, 4, 2. Các bác và anh em thấy cái tiếng revert nó ngon không? Quá ngon luôn. Và ấn vào phát nữa thì nó sẽ ra revert mode. Đây tức là các hiệu ứng của revert các bác nhé. Còn các bác và anh em muốn hiệu ứng nào thì các bác và anh em để. Đấy, nó sẽ có rất nhiều các hiệu ứng để các bác và anh em hát cái tiếng revert. Thì hiệu ứng revert em hay để đó là revert hay B hoặc là hay A. Đấy. Quay sang chương trình tiếp theo của phần revert. Đấy, nó sẽ có revert delay, tức là cái đuôi của revert dài hay là ngắn các bác và anh em được tinh chỉnh. Đấy, thì các bác và anh em tinh chỉnh revert dài hay là revert ngắn là revert delay. Thì để 400 mili-giây thì nó sẽ hết cái tiếng revert các bác nhé. Đấy. 2, 2. Đấy, và bấm vào edit nữa thì nó sẽ nhấp nháy cái phần revert pedin này. Đấy. Cái revert này thì các bác và anh em muốn là sau bao nhiêu mili giây thì nó sẽ xuất hiện cái tiếng revert các bác nhé. Đấy. Chẳng hạn các bác và anh em để 10 mili giây hoặc là 20 mili giây để nó xuất hiện tiếng revert. Thì đây em để 0 mili giây thì các bác chỉ cần alo cái thì nó sẽ xuất hiện ngay tiếng revert. Đấy. Còn các bác và anh em muốn để 20 mili giây, 30 mili giây thì nó sẽ xuất hiện tiếng revert các bác nhé. Và sang chương trình tiếp theo của phần revert. Đấy, thì nó sẽ có là HPF, tức là cắt giải trầm cho tiếng revert. Đấy, cắt giải thấp đấy. Gọi là giải thấp hay là giải trầm hay là giải bát vẫn là nó các bác nhé. Đấy, thì các bác và anh em muốn cái tiếng trầm ấm của revert bao nhiêu thì các bác và anh em được phép cắt cái phần HPF này. Cắt cao quá thì nó sẽ thành cái tiếng trầm của revert. Và ấn phát nữa thì nó sẽ ra là nhấp nháy cái phần revert chép. Đấy, các bác và anh em thích hát chép tiếng revert thì cộng cái phần này lên, còn không thích hát thì giảm nó xuống. Cứ cộng là tăng, trừ là giảm các bác nhé. Đấy, đấy là xong cái phần revert. Xong phần revert các bác nhé. Và đây là nút input, tức là nút tín hiệu đầu vào. Đấy, các bác và anh em chọn tín hiệu đầu vào VOD hay là DVD. Đấy các bác ạ. Đấy là chọn tín hiệu đầu vào. Và bây giờ là đến phần chỉnh mic. Các bác và anh em muốn chỉnh mic ấn vào mic. Đấy, mic thì nó sẽ có cho bác và anh em là HPF, tức là cắt giải trầm hay là cắt giải thấp hay là cắt giải bát cho tiếng mic. Thì nó nằm ở cái phần mic HPF này. Đấy, các bác và anh em nếu mà cắt cao quá thì tiếng mic nó sẽ không còn tiếng trầm nữa các bác nhé. Đấy, không còn tiếng trầm nữa này. Lên. Nhiều các bác và anh em khi chơi vang số không hiểu cái HPF này nó là cái gì. Nó là cắt giải trầm. Nhiều các bác và anh em cứ thử tăng cao lên như thế này. Thì
tiếng mic sẽ không bao giờ được trầm ấm các bác nhé, trầm ấm. Nếu mà các bác và anh em muốn tiếng mic của mình trầm ấm đấy, thì các bác và anh em phải cắt được cái giải HPF, tức là cắt giải trầm hay là giải thấp hay là giải bass cho mic đấy, vẫn là nó các bác nhé. Nhiều bác và anh em mua những bộ mic về hay là những con vang này về bảo nó không hay, thì do chỉ cần các bác và anh em cắt sai cái phần HPF này thì không bao giờ con vang nó hay được. Đấy, các bác và anh em phải hiểu là cái HPF là tức là cắt giải trầm hay là cắt tiếng bass cho tiếng mic này các bác nhé. Đấy, các bác và anh em để 70, 80, 90, 100, 120 tùy loa và tùy mic để các bác và anh em cắt, hoặc là tùy giọng các bác nhé. Lên 4, 7, 1, 2 lên. Còn ấn vào edit cái nữa thì nó sẽ cho các bác và anh em là cắt LPF. LPF thì nó lại là giải cao của tiếng mic các bác nhé, giải cao. Đấy, các bác và anh em muốn giải cao của tiếng mic nó là 20.000 Hz là cao nhất các bác nhé, 20.000 Hz. Đấy, còn các bác và anh em cắt xuống 7.100 Hz thì cái tiếng mic nó không còn cái độ xịt nữa. Lên 6, 7 lên. Các bác và anh em muốn hát tiếng chép hay thì các bác và anh em cắt giải HPF. Còn các bác và anh em muốn hát tiếng trầm hay của tiếng mic thì các bác và anh em cắt HPF này các bác nhé. HPF tức là cắt giải trầm, còn LPF tức là cắt giải cao. Đấy, bây giờ em sẽ cắt giải cao hay nhất của nó từ 16.000, 17.000, 18.000 đến 20.000 các bác nhé. Đấy, để 18.000 để lấy cái tiếng xịt mịn của tiếng mic. 2, 4, 7, 1, 2 của nó quá đẹp các bác ạ. Đấy, tiếp theo sang chương trình tiếp theo của cái phần chỉnh mic. Đấy, thì nó sẽ có là LS. Đấy, LS tức là giải bass, giải bass. Các bác và anh em muốn tiếng bass bao nhiêu thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần F 90 Hz này. Đấy. Và đằng sau của nó sẽ có gain để các bác và anh em tinh chỉnh cái phần gain của cái phần bass này các bác nhé. Bấm vào. Đấy, muốn bass nhiều thì các bác và anh em tăng decibel lên. Còn muốn bass ít thì các bác và anh em giảm nó xuống của cái phần F 88 Hz này. Đấy. Đây là phần HS F 1307 Hz, tức là phần giải cao các bác nhé, phần giải cao. Các bác và anh em muốn tăng gain của giải cao này lên thì các bác và anh em được phép tăng cái phần gain này các bác nhé, gain của giải cao này. Đấy, bấm vào để cho nó nhấp nháy ở cái đầu G này thì các bác và anh em tăng giải cao lên này. Đấy, tăng giải cao của tiếng mic lên này. Lên 6, 7, 1, 2 lên 6. Và bây giờ sang chương trình giải equalizer. Thì equalizer con này thì nó sẽ có 6 cần equalizer để cho các bác và anh em căn chỉnh cần equalizer. F tức là cắt giải tần. Đấy, các bác và anh em nhìn cần equalizer số 1. Cần equalizer số 1 là 73 Hz và Q tức là xa gần và gain tức là tăng giảm cái cần equalizer số 1 này các bác nhé. Đấy, sang cần equalizer số 2 là 130 Hz. Đấy, cũng có gain. Các bác muốn tăng cần equalizer số 2 thì các bác và anh em tăng gain này này. Đấy. Và cần equalizer số 3 là giải trung này. Cần equalizer số 4 là giải trung cao này. Và cần equalizer số 5 là giải chép sáng này. Đấy. Và cần equalizer số 6. Đấy. Thì con này nó sẽ 6 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh cho tiếng mic. Thì đây các bác và anh em muốn hát cái cần số 6 ở cái giải equal ở giải chép thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần HZ này này các bác này, HZ. Đấy, chẳng hạn các bác và anh em muốn cái cần equalizer số 6 này lấy cái tiếng chép nhuyễn thì các bác và anh em được tinh chỉnh cái phần HZ này. Và các bác và anh em muốn hát tiếng xịt thì các bác và anh em tăng gain nó lên, tăng gain của cần equalizer số 6 lên. Đấy thì lấy tiếng xịt của tiếng chép này, của mic này. 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 lên. Của nó quá đẹp các bác ạ. Đấy là phần equalizer của mic các bác nhé.
Và bây giờ đến phần music, chỉnh music thì nó cũng tương tự như cái phần chỉnh mic thôi. Đấy, tương tự như phần chỉnh mic, nó cũng có cắt giải chép và cắt giải giải bass và có cần equalizer các bác nhé. Đấy, phần music cũng vậy. Và các bác và anh em muốn chỉnh sub thì các bác ấn vào sub để chỉnh sub. Đấy. Các thông số sub thì nó cũng nằm tất ở trong này. Có cần equalizer để các bác và anh em chỉnh sub này. Và center cũng vậy các bác nhé. Center cũng vậy này. Đấy. Đây là nút FBX, tức là nút chế độ trung hú. Có này, có 4 cấp độ trung hú các bác nhé. 4 cấp độ trung hú. Và nút SXTEM, tức là nút gọi, nút lưu chương trình, nút gọi chương trình. Và nút khống chế độ mi, độ mắc, ấn vào SXTEM. Đấy. Server tức là lưu các bác nhé, thì em sẽ hướng dẫn các bác và anh em lưu. Và nút loát tức là nút gọi chương trình. Và đây là effect mắc, các bác và anh em muốn mắc bao nhiêu. Đấy, mắc con này là 67 là cao nhất. Đấy, và mic mắc và music mắc. Đấy. Đấy, đây là cái phần loát, tức là gọi chương trình. Các bác và anh em muốn gọi chương trình KTV1 hay là KTV2 thì các bác và anh em gọi ra. Con này có 6 chương trình để các bác và anh em gọi ra các bác nhé. Đấy, khi mà nhấp nháy này, các bác và anh em ấn vào edit này thì nó sẽ gọi chương trình KTV1 ra này. Đấy. Đấy, còn server tức là lưu các bác nhé. Server to, chẳng hạn các bác và anh em muốn chỉnh xong rồi, muốn lưu vào KTV1, các bác ấn vào edit này. Đấy, nhấp nháy KTV1, ấn phát nữa thì nó sẽ lưu chương trình này. Đấy, lưu chương trình 2 này. Ấn vào, xong chọn chương trình KTV2, rồi các bác và anh em ấn vào edit cái nữa thì nó sẽ lưu chương trình cho bác và anh em. Đấy, con vang này thì các bác và anh em quan trọng nhất là phần chỉnh echo gì vật và chỉnh equalizer mic và equalizer music là các bác và anh em làm chủ được con vang. Thì bác nào có nhu cầu về con vang DFP6600 này, các bác gọi điện trực tiếp vào điện thoại 0979987696 các bác nhé. Đấy. Thì đây em xin test thêm đoạn nhạc cho bác và anh em nghe. Con vang này tiếng nhạc của nó quá phê luôn các bác ạ. Đây em đang chạy qua bộ chuyển đổi kim uy Bluetooth các bác nhé. Mà có nhu cầu về cả một bộ dàn này, hoặc là mua lẻ vang, mua lẻ đẩy, mua lẻ mic, mua lẻ loa thì các bác và anh em gọi điện cho bên em nhá. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.